Nhà đất Văn Nguyễn xin kính chào tất cả mọi người nhé. Nay thì em lại tiếp tục đi quay và giới thiệu đến cho mọi người tham khảo một cái lô đất đất vườn, nhưng mà nó lại bám được 150m mặt tiền đường quốc lộ 14. Đó, xe nó lưu thông hàng ngày ở đây nhé. Và lô đất này là có cái ranh giới từ đây nhé mọi người nhé. Đây này, từ cái cột điện này nó bám theo cái trục đường quốc lộ 14 này luôn, là 150m và sâu vào khoảng 140m nhé. Đó, em sẽ đi quay cái mặt đường cho mọi người xem. Hôm nay thì đi quay trời nó hơi tối nhé. Đó, phần trên đất của mình thì gia chủ đã trồng kín bưởi nhé, bưởi da xanh và bưởi rubin thái. Lô đất này là nó có cái vị trí nó nằm tại xã Bút So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông nhé mọi người nhé. Từ mảnh đất của mình mà di chuyển ra tới trung tâm thị trấn Tuy Đức thì nó khoảng 5km thôi. Đó. Đây, xe lưu thông này qua đây. Mặt đường quốc lộ 14 này là 150m nhé mọi người nhé. Rất là dài, nó kéo ra mãi ngoài kia luôn. Lô đất này thì gia chủ đang bán giá cực là rẻ luôn, là do gia chủ đang ngộp nợ ngân hàng nhé, nên cần thanh lý cái mảnh đất này với cái giá rất là rẻ luôn. Mình sẽ để lại cái số điện thoại gia chủ cho mọi người cùng trao đổi trực tiếp nhé, với cái giá rất là hữu nghị, giá nào cũng bán. Đó, đường này là rộng 8m nhé. Đó, đường quốc lộ 14 rộng 8m. Hiện tại thì nếu mà quý anh chị mình mua cái mảnh này đầu tư thì rất là ok luôn. Gia chủ đang rất là cần bán và đang rất là cần tiền nhé, nên giá nào cũng bán nhé. Đó. Bây giờ em sẽ vô em quay vườn cho mọi người cùng tham khảo cái mảnh đất này nha. Tổng diện tích của mình là 2 hectare nhé mọi người nhé. 2 hectare đất mà bám 150m mặt tiền đường quốc lộ 14. Giá thì cực kỳ là rẻ luôn, tại vì gia chủ rất là cần bán nên kêu là giá nào cũng bán, nên là giá cả thì gia chủ sẽ trao đổi trực tiếp với khách hàng nào có nhu cầu thiện chí thực sự nhé. Mảnh đất rất là đẹp luôn, rất là thoáng mát, và đất của mình thì đất đỏ ba gian, đã có điện đài là đầy đủ này. Đấy, trên đất thì đây là cái mốc lộ giới của mình nhá, được rất là rộng luôn, nên sau này mình nhà nước mà mở cái đường lớn khoảng vài ba chục mét vẫn được nhá. Đấy, trên đất thì gia chủ đã trồng kín bưởi ruby thái và bưởi da xanh, khoảng 500-600 cây nhé mọi người nhé. Nó rất là đẹp luôn, đất chất đất thì đỏ ba gian, vừa có mặt đường quốc lộ 14 và vừa có vườn luôn nhé. Cách là khoảng 5-6m cây. Một lô đất hiếm có một lô đất mà đường quốc lộ mà có vườn mà đẹp như này. Thế đất thì thoải đẹp, không dốc nha mọi người nhé. Bằng, nói chung là nó chỉ hơi thoải khoảng 2 độ thôi. Mình gọi là đất này là mảnh đất rất là bằng luôn. Đấy, trồng kín bưởi. Đây là hệ thống tưới nhỏ giọt của gia chủ đang kéo để lắp vào cái dàn bưởi của mình nhé. Nếu mà quý anh chị nào mà có nhu cầu mua cái mảnh này á, thì mình có thể chuyển đổi thêm sầu riêng và cấu lại cây trồng nó có giá trị nhé. Đất đỏ ba gian, gọi chung là đắc song mới Tuy Đức.
là hai cái huyện là có đất, chất đất đỏ Ba Gian rất là tốt. Đất này thì mình trồng các loại gì cũng được, trồng sầu riêng và trồng tiêu cà hay là các loại cây giống nào nó tốt nha mọi người nhé, nó sẽ tốt nhất ở trong cái tỉnh Đắk Nông. Chạy bói rồi nha mọi người nhé. Và mặt đường quốc lộ 14 thì mình mua được cái giá rẻ, mình đầu tư thì cũng rất là ok luôn. Đó. Quý chị mình đang xem, cho một like, đăng ký kênh ủng hộ em nhé. Và nếu mà quan tâm tới cái mảnh vườn này thì cứ alo trực tiếp cho chủ nhà luôn. Gia chủ bên em thì cũng đang rất là cần bán, nên nếu mà được cái giá hợp lý thì quất luôn. Mua của những người cần bán thì rất là dễ nha mọi người nhé, giá nào cũng bán cực kỳ là rẻ luôn, rất là ngộp rồi. Sâu nó sâu ráp vào cái vườn mắc ca thế này nhá, cái vườn tiêu đẹp kia là của mình ráp gần đập tới đó luôn, sâu gần 150 mét. À, sâu gần 140 mét mọi người nhé. Tổng diện tích là 2 héc, là có khoảng 150 mét mặt tiền đường quốc lộ 14 và 2 héc vườn nhé. Thì là đẹp luôn, bưởi này thì chuẩn bị có trái rồi, bằng những cái sân đi mãi không thấy mệt luôn nhé. Cô bác anh chị đang xem cho một like, đăng ký kênh ủng hộ em. Và nếu mà quan tâm tới cái mảnh vườn này thì mình cứ liên hệ trực tiếp, số điện thoại em để trên màn hình, số của gia chủ nhé. Hiện tại thì gia chủ bên em thì đang rất là cần bán để trả nợ ngân hàng, nên rất là ngộp nợ ngân hàng nhé, giá nào cũng bán nha mọi người nhé. Cứ gọi trực tiếp và làm việc trực tiếp với chủ thôi. Mảnh này thì Văn đi quay giúp thôi, tại vì gia đình rất là kẹt nợ cần bán, nên mình để thẳng số chủ nhà trên này luôn, cho những ai mà có nhu cầu thiện chí sự thì mình liên hệ và mua được cái giá tốt nhất nhá. Gia chủ thì cũng rất là thiện cảm, rất là thiện cảm và rất là cần bán. Đó. Nên mua của những người cần bán thì mình mua rất là dễ. Một vườn bưởi rất là đẹp nha mọi người nhé, 600 cây gì đó. Rồi tới đây thì mình cũng xin kết thúc clip tại đây. Nếu mà ai có nhu cầu thì liên hệ cho gia chủ luôn nhé. Và cần thông tin, cần mua những cái lô đất như thế nào thì cứ điện thoại trực tiếp cho em nhé. Vườn rẫy tiêu cà phê rồi view các loại luôn. Nhà vườn đó, em sẽ thiết kế riêng cho mình một mảnh với cái tài chính của mình nhé. Rồi tới đây thì thân ái chào quý anh chị và mọi người nhé.